Gói thầu cầu chính giữa sông của dự án cầu Cửa Lục 1 bao gồm 6 trụ và 5 nhịp cầu do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính tổ chức thi công. Mặc dù là gói thầu có yếu tố kỹ thuật phức tạp, điều kiện thi công khó khăn nhất của dự án, nhưng đến nay, trụ cầu cuối cùng cũng đã hoàn thành việc thử tải. Đơn vị nhà thầu đang tập trung nhân lực thiết bị để thi công các đốt đúc và vòm cầu, phấn đấu hoàn thành vòm cầu trong tháng 7 và hợp long cầu chính trong tháng 9. Để khắc phục điều kiện thời tiết khó khăn của mùa mưa bão năm 2021, nhà thầu đã có kế hoạch triển khai chia nhiều mũi thi công và tổ chức thi công 3 ca một ngày, 24/24 giờ, và sẽ tập trung thi công vào những thời điểm thời tiết đẹp, và dự kiến là đến cuối tháng 9 thì sẽ tổ chức hợp long hoàn thành phần mặt cầu bên ở phần giữa sông. Cùng với gói thầu cầu chính giữa sông, các gói thầu cầu dẫn và đường dẫn hiện cũng đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. Chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu đang tập trung nhân lực thiết bị thi đua đẩy nhanh tiến độ, lập thành tích hướng về ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp. Trong cái không khí của ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thì anh em công nhân thi công cầu Cửa Lục 1 cố gắng phấn đấu hoàn thành tiến độ được ban quản lý chủ đầu tư giao, quyết tâm thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối về an toàn và chất lượng. Thì chủ đầu tư đã phát động phong trào thi đua đến toàn bộ các nhà thầu để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công trình và cái công tác an toàn để thực hiện cái công trình theo đúng tiến độ là đến tháng 6 sẽ dựng xong vòm chính và hợp long cầu chính vào tháng 10 và hoàn thành dự án trong năm 2021. Cầu Cửa Lục 1 có chiều dài trên 4,2 km, tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng. Điểm đầu giao với đường nối khu công nghiệp Cá Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn tại phường Giếng Đáy. Điểm cuối đầu nối với quốc lộ 279 tại xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long. Dự án được hoàn thành góp phần quan trọng từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, phục vụ đi lại cho nhân dân, thu hút đầu tư, mở rộng không gian đô thị, phát triển kinh tế xã hội thành phố Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.